Hey, mọi người, con chỉ mới qua. Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của SamuraiChan. Hôm nay có một chủ đề mà cái này cũng chả phải hẳn là chủ đề. Nó chỉ là một video sàm xí mình muốn chia sẻ cho các bạn một chút để các bạn giải trí thôi. Không biết là các bạn đã bao giờ nghe thấy tiếng cười. Ở trong tiếng Nhật thì nó sẽ viết cái âm thanh cười đấy nó như thế nào chưa? Thì hôm nay mình đã list được một số những cái điệu cười rồi và các bạn thử xem mà nó như thế nào nhá. Điệu cười số 1. Wa. 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 Mình chưa nghe thấy cái điệu cười này bao giờ cả. Tiếp này. Cái này nhìn có vẻ hơi khó. Không biết các bạn xem video này các bạn có buồn cười không? Đây, chữ Nhật đây các bạn có thể tham khảo nhá. Để khi nào mà viết cái âm thanh cười này và khi mà nhắn tin cho bạn Nhật. Cái này không biết là mình có diễn tả đúng cái điệu cười của nó ở trong tiếng Nhật không. Nhưng mà thôi các bạn cứ tham khảo tạm nhé. Và si nhá. Ok. Cái này đơn giản. Mà cái này thì chắc các bạn không hiểu. Mà mình thì cũng không hiểu. Nghe nó như kiểu ạc ạc ấy. Khi viết thì nó sẽ viết là hát. Mình nghĩ là nó như thế này. Chả biết không phải không nữa. Ki đều là ki các bạn à. Tiếp theo là gừ hê 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 hê. Mình chả biết diễn tả cái này như thế nào à. Xin lỗi các bạn nhé. Không biết có phải không nữa. Tiếp này. À cái này thì hay xem trên phim hoạt hình rồi. Nhá. 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 Nửa ha 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 ha. Một cái nữa là nửa hê 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 hê. Không biết có phải. Không biết có phải như thế không. À cái này thì chắc là đúng. Đều là ha 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 thôi. Còn một cái nữa là đây nó ghi là kê 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 kê. Chắc là cái điệu cười gian xảo. Kê 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 kê. Khó quá. À cái này đơn giản. A ha ha. Âm thanh này thì chắc là nó có một cái từ tượng hình hay từ tượng thanh ấy. Nghe chả giống điệu cười thế nào cả. Đều là âm si hết. Còn tiếp theo là kìa đã. Ngày xưa thì mình hay nghe thầy cô giáo nói là ghê ra, tức là cười rất là to. Ghê ra, nhưng mà cái này chắc là không phải là diễn tả cái âm thanh của điệu cười đúng không? Cái này dễ. Đều là hô. Ca, đều là chữ ca. Ca ca. Nó giống kiểu trong tiếng Việt là khi mình hay nói chat với cả bạn bè mình hay nói là khà khà đúng không? Nhưng mà cái này chắc là khó diễn tả. Tiếp theo là ki. Giống cái vừa nãy mình đã diễn tả. Chắc là như thế. Cư à, tự nhỏ. Chắc là như thế các bạn ạ. Thôi, mình sẽ phải tạm dừng video ở đây. Diễn tả điệu cười trong tiếng Nhật nghe có vẻ khó quá các bạn ạ. Mà mình diễn tả đôi khi chắc là các bạn cũng không hiểu. Thế nên là mình sẽ biết một tiếng Nhật để cho các bạn tham khảo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video sàm xí này và chúc các bạn học tốt tiếng Nhật. Hãy mình sẵn sàng cùng đồng hành với chúng tôi. Nếu các bạn có thể nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận thông báo khi mình có video mới. Hôm nay cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
Thank you.